Đức Pháp Chủ Thích Giác Viên. Ngài sáng lập hội để tiếp nối con đường hoằng pháp phổ độ chúng sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang truyền dạy. Ngài Pháp Chủ đã cảm nhận ý sâu của Phật lý màu nhiệm. Ngài lãnh ngộ tư tưởng của Phật Tổ Thích Ca và tư tưởng canh tân hành đạo của Tổ sư Minh Đăng Quang. Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, Ngài Du Tăng truyền đạo, thuyết pháp, lập chùa tịnh xá trên thế giới. Nguyện vọng của Ngài là không để lương dân ly quốc quên cội nguồn đạo học và tiếp tục tu học theo đường lối chánh pháp của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, Ngài lập tịnh xá Minh Đăng Quang lần đầu tiên vào năm 1980 tại số 8752 Westminster, quận Orange County, tiểu bang California, Mỹ Quốc. Ngài bắt đầu du tăng hành đạo trên thế giới. Nơi nào có người Việt Nam là có bước chân của Ngài Pháp Chủ. Quốc Tuấn thân ái kính chào quý vị khán giả khắp nơi trên thế giới. Và ngày hôm nay có một nhân duyên là Quốc Tuấn trở về thăm ngôi chùa hồi xưa được gọi là Tổ Đình Thích Giác Nhiên và bây giờ được gọi là Pháp Viện Minh Đăng Quang. Vâng, thì không biết tại sao mà lý do gì mà ngày sáng hôm nay đó Quốc Tuấn lại muốn đến thăm ngôi chùa này. Chắc là có do một cái sự dẫn dắt của Phật để cho Quốc Tuấn đến đây để thăm ngôi chùa lại. Và đặc biệt là về đây thì ngôi chùa ngày xưa đó nó cũng cũ kỹ, cũng đã lâu lắm rồi, mà về đây tự nhiên thấy ngôi chùa rất là khang trang, đang được xây dựng một cách mới mẻ. Và Quốc Tuấn được trò chuyện và xin được gặp gỡ với người trụ trì ở ngôi chùa này, đó là sư cô Ngọc Liên. Dạ kính thưa quý vị, dạ con chào cô ạ. Dạ thưa quý vị, ngày xưa đó sư cô Ngọc Liên, tức là Hoa hậu Bích Liên mà mọi người ở trên thế giới và cũng như là tất cả mọi nơi ai cũng biết là sư cô Bích Liên là một hoa hậu, rồi cũng là một danh nhân và cũng là một người rất là hoạt động tích cực ở trong công việc mà giúp đỡ cho tất cả mọi người, làm cho phái đẹp cũng như là công ích cho xã hội. Thì ngày hôm nay con ra được gặp cô, con kính chào cô. Và con không biết là con phải nên gọi là sư cô Bích Liên hay là gọi là sư cô Ngọc Liên vậy thưa cô? Dạ. Sư cô Bích Liên ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết con xin đề đạo đảnh lễ quý Hòa Thượng Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và xin trân trọng chào đến tất cả quý khán thính giả và chào Phật tử, cũng như xin chào nghệ sĩ Quốc Tuấn ngày hôm nay. Dạ, chào thì, cô. Thì tiện việc xưng hô và gọi cho Quốc Tuấn dễ đó. Dạ. Thì gọi là sư cô Bích Liên cho nó gần gũi đúng hơn. Đúng rồi đó cô. Bởi vì cái tên nó gần gũi với tất cả mọi người hơn ạ. Dạ, ngày xưa con xem cô ở trên đài, cô giới thiệu sản phẩm nè, rồi cô làm việc những cái chuyện công ích cho xã hội đó, con đều biết tiếng của cô. Và bỗng dưng con một ngày đó con nghe nói là cô sư cô đã xuất gia, con rất là ngạc nhiên mà không biết tại sao, là nhân duyên gì mà cô đến với Phật và cô đã trở thành một vị sư cô mà rất là mọi người ai cũng đều kính nể vậy thưa cô. Quốc Tuấn hỏi cái câu hỏi này thì trong 3 năm qua sư cô cũng đã được rất là nhiều quý khán thính giả, đặc biệt là những người khách hàng của sư cô quan tâm và cũng đã hỏi rất nhiều, mà sư cô cũng đã một vài lần trả lời phỏng vấn cho truyền thông rồi. Ngày hôm nay sư cô xin lướt qua để mà những cái thắc mắc đó sẽ không còn nữa. Nhưng mà có đi nữa thì đối với cô cái gì đó nó thật là nó thật mà thôi. Thưa với Quốc Tuấn là thưa quý vị, cái gì nó cũng là nhân duyên. Cái việc gì trên cõi đời này nó hiện hữu hay là như thế nào đó, nó cũng là nhân duyên đến rồi đi. Thì cái việc mà sư cô đã thành công trong cuộc sống xã hội, thì một ngày bỗng dưng cô lại xuống tóc, đi về với cửa thiền môn, về với Phật,
về cái cảnh an nhàn, thì đó là cái điều mà người đời của chúng ta đó đều mong muốn mình thành công, rồi mình có đầy đủ phương tiện trong đời sống của mình để mình sống làm sao cho thoải mái với những cái khả năng của mình tìm kiếm. Nhưng đối với sư cô thì khi cô thấy Phật pháp rất là nhiệm màu, bởi vì cô thấy rằng cô sống, cô gặp những người danh nhân thành đạt và những người tên tuổi rất là nhiều trong cái xã hội này. Kẻ đến người đi, cuộc đời nó rất là vô thường. Từ cái khoảng thời gian cô trở thành một doanh nhân, cô có một cô lối sống là phải là hơn hẳn mọi người đó. Và khi mà cô quyết định mà cô đi tu, cô mặc áo cà sa nè, rồi sống một cuộc sống phải nói là rất là cực khổ, bần hàn ở trong pháp hội, ở trong cửa chùa đó. Thì cô cảm thấy có cái điều gì khác biệt lắm không cô? Có khó khăn gì lắm không cô? Mình đi xuất gia, đi tu rồi thì nó có nhiều cái giới luật của trong hệ phái, trong thuyền môn, cho nên nó chắc chắn nó phải khó hơn ở bên ngoài. Cái gì mình cũng theo cái giới luật của mình và của trong cái giáo hội và trong hệ phái và trong Phật pháp. Đương nhiên là chắc chắn là phải khó khăn hơn. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy mình chọn đúng cái con đường thì sư cô thấy rất là an lạc. Mặc dù nó bề bộn, nó cực khổ, hy sinh rất nhiều, nhưng mà cô thấy rất là an. Đó là cái điều mà cô đã chọn. Dạ thưa cô, con nghĩ là chắc kiếp trước là sư cô cũng đã có đi tu rồi đó. Bao nhiêu ngàn kiếp trước rồi. Thì bây giờ mặc dù là kiếp này đó, cô nửa cuộc đời về trước cô là một doanh nhân, cô sống làm việc thành công, mà tự nhiên đến bây giờ cô đi tu. Đó, cái có nghĩa là phải có nhân quả, nhân duyên. Có nghĩa là từ bao nhiêu ngàn kiếp trước để lại rồi mình tiếp tục mình đi tu, đúng không cô? Dạ, mô Phật thì nhà Phật có nói là cũng có nhân duyên. Trong tiền kiếp mình đã tu rồi, cho nên kiếp này mình trở lại tu thì nó dễ dàng hơn. Bởi vì có những người Phật tử chia sẻ với sư cô đó, mặc dù người ta lớn tuổi hay là người ta không có cái gì trong cuộc sống của họ, họ vẫn đi tu không được. Đó là cái vấn đề mà không có cái nhân duyên với cửa Phật thì cũng rất là khó để gọi là đi tu, gọi là xuất gia. Cho nên nếu mà vị nào hay tất cả những người mà đi xuất gia mà sống một cuộc sống đạm bạc và hy sinh cho Phật pháp thì cô nghĩ cũng đại nhân duyên và có nhân duyên nhiều đời thì đời này mới được gần bên cửa Phật để mà lo cho tam bảo. Thưa sư cô, hồi nãy con tới đây con thấy cảnh vật hoàn toàn thay đổi hết, con nó khang trang và ngay cả luôn là cái màu tường đó bây giờ nó thành là màu vàng đại diện cho Phật giáo. Rồi cô xây dựng như thế nào trong thời gian đó, khó khăn nào cho cô? Nam mô A Di Đà Phật, chú Quốc Tuấn và thưa quý vị, với cái nhân duyên, đại nhân duyên mà cô đang đi học ở Sri Lanka. Trong thời gian cô học đã 2.5 năm rồi. Tuy nhiên trong thời gian học thì cô cũng đi về về để phụng sự về giáo hội trong những cái chương trình đại lễ lớn của Phật giáo. Nhưng nhân duyên lần này cách đây 2 tháng thì cô được biết là cái ngôi Tam Bảo của Pháp Viện Minh Đăng Quang, Tổ Đình Giác Nhiên này nó rơi vào tình trạng là thuế 5 năm về trước, không có được thanh toán với nhà nước, với chính quyền, kể cả còn thiếu nhà băng. Cho nên cái người mà người ta đứng tên cho ngôi chùa này đó, họ tìm sư cô qua mạng. Rồi họ không biết cô là có Facebook hay không. Đó. Nhưng mà cô thì ít lên Facebook lắm, thì đệ tử cô nó dùng. Thì cũng cái nhân duyên lành thôi. Cái chú đó chú mới tìm, thì chú nhắn cho cái người đệ tử nói là chú muốn sư cô Bích Liên về để mua cái ngôi chùa này, chứ không thôi còn 3-4 ngày nữa đó thì ngôi chùa này sẽ đóng giá hoặc là cái chỗ mà thuế người ta tịch thu người ta bán. Chẳng hạn như bây giờ cái thuế 5 năm thì khoảng chừng 30,000 thì họ sẽ bán lấy đủ cái tiền đó để mà họ trả tiền thuế cho họ thôi. Cho nên chú nhắn vào đó thì đệ tử của sư cô mới tìm, thì nói với sư cô là sư cô, con có sư phụ ơi, con có nhận cái message
Thì cô cứ la, cô nói con đi tu mà con cứ liên lạc với người đời chi mà nhắn qua nhắn lại cái gì mà cái chùa gì đâu mà con thắc mắc vậy. Cái dạ. chuyện đó người lớn con đừng có quan tâm. Dạ. Nhưng mà rồi cách một ngày cô suy đi nghĩ lại, ủa cái tin nhắn như vậy không lẽ nào có chuyện gì chùa bên Mỹ hay sao? Đó là nhân duyên đó thưa cô. Đó nhân duyên, cô dạ. mới quay lại, cô mới nói con à, con chụp lại hình, con gửi qua sư phụ coi cái tin nhắn như thế nào. Thì khi cô đọc lại thì cô biết được là cái chùa của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên. Dạ. Cho nên cô mới điện về hỏi sư phụ Hòa Thượng Giác Hoa, Giác Pháp, kể cả Hòa Thượng Minh Hồi. Dạ. Là cái việc nhân duyên gì và cái chùa nó đang bán như vậy như thế nào. Dạ. Thì quý Hòa Thượng khuyên tấn sư cô là nếu mà con có khả năng thì con bay về liền. Dạ. Để con mua cái chùa này lại để giữ lại thờ thầy tổ của mình trong hệ phái. Dạ. Dù sao đi nữa con cũng là đệ tử cuối của sư ông. Dạ. Thì cô thấy như vậy là đệ tử cuối cùng của sư ông đó. Dạ, dạ. Mô Phật đúng là như vậy. Dạ. Thì cái nhân duyên đó sư cô mới thấy như vậy, cô bút vé cô bay về liền. Dạ. Thì cô biết được cái chùa này đang thiếu thuế 5 năm. Trời ơi. Và kể cả nhà băng thiếu là trên 400.000. Trời ơi, dữ gì cô. Mô Phật, thành ra sư cô mới đắn đo. Dạ. Mà trước đó thì sư cô không nghĩ, khi mà sư ông viên tịch cách đây 2 năm rồi. Dạ. Sư cô cứ lo tu tập cho bản thân mình chứ không có nghĩ cái vấn đề mà sẽ được trở về nơi này đâu. Dạ. Thì khi mà cô trở về thôi thì cô mới gặp được cái người đứng tên cái chùa này. Dạ. Rồi cái cậu đó mới nói là nếu cô đồng ý thì cô trả hết cái tiền nhà băng. Dạ. Rồi cộng thêm cái tiền thuế của thuế nữa. Dạ. Thì thuế lên là 30 mấy ngàn đó thưa cô. Dạ, trên 500.000. Dạ. Coi như là trên 500.000 tổng cộng đó. Đó thì cô mới bảo rằng cô mới bán cái căn nhà trên San Jose của cô. Dạ. Vậy thì để cô hỏi lại quý hòa thượng coi cô có được phép làm hay là như thế nào không. Dạ. Thì khi cô đảnh lễ bổn sư Hòa Thượng Minh Hồi. Dạ. Kể cả quý Hòa Thượng Minh Thiện, Hòa Thượng Giác Hoa, Giác Pháp, thì quý ngài khuyến tấn cô nên mua cái căn nhà, căn chùa này lại đi con. Dạ. Thì lúc đó cô mới đồng ý ký bán căn nhà của cô San Jose. Dạ. Cô chuyển xuống đây để cô được giữ lại cái ngôi tam bảo này của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên đã đến đây, đã mang cái hệ phái khắc sĩ. Dạ. Đến với đất Mỹ này là gần 40 năm, năm tới. Wow, ngày đó. 40 năm, 50 năm mà. Năm 2018 là được 40 năm. Dạ. Mà sư ông đã tiếp tục nói tiếp cái con đường truyền bá chánh pháp của tổ sư Minh Đăng Quang để đến nơi này. Năm dạ. tới này là 40 năm đó. Dạ thưa cô, dạ. sư ông Thích Giác Nhiên là cũng là người đầu tiên mang Phật Pháp, Phật giáo đến tại nước Mỹ phải không cô? Dạ Mô Phật thì cô nghe là như vậy. Bởi vì sư ông đến đây từ lúc mà 40 năm về trước. Dạ. Thì ít có người Việt Nam mình ở Mỹ lắm và hành đạo lắm. Dạ. Thì sư cô có nghe một hòa thượng đại lão ở đây cũng lâu rồi, hòa thượng có nói là hòa thượng Giác Nhiên là người đầu tiên mà hòa thượng cũng đã biết qua hòa thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên. Dạ. Thành ra cô cho là sư ông đã mê mang giáo pháp cũng yeah. như hệ phái khắc sĩ đến với Mỹ này. Yeah. Tại địa điểm ở Westminster này. Và yeah. cái ngôi chùa này có ở đây là lâu đời, rất là lâu đời. Yeah. Mà người Việt của chúng ta ở nơi đâu cũng biết đến. Kể cả sư ông khi đặt chân đến Cali này, mua được ngôi tam bảo này rồi đó. Yeah. Thì sư ông đi hoằng pháp, đi truyền bá khắp nơi trên toàn thế giới. Yeah. Sư ông có trên 10 cái ngôi chùa wow. lớn nhỏ ở khắp yeah. nơi, kể cả Canada và Úc Châu. Yeah. Nhưng mà đi đâu thì đi, sư ông cũng về ở ngôi tam bảo nhỏ bé này. Yeah. Kể cả cái hơi thở cuối cùng của sư ông cũng trở về đây. Yeah. Mà cái nhân duyên nữa là sư cô là người được trao truyền cái y bát. Yeah. Do sư ông cũng nơi ngôi tam bảo này. Đó là đại nhân duyên mà cô đã có. Nhưng mà lần đầu tiên con thấy là sư ông lại truyền y bát cho cô như vậy á. Thật là quý hóa lắm. Tất nhiên là kiếp trước sư cô cũng là đệ tử của sư ông rồi đó. Cô cũng nghĩ như vậy mà. Dạ. Quý Hòa Thượng cũng nói chắc là đại nhân duyên. Có thể nhiều đời nhiều kiếp. Đúng rồi. Nhiều đời nhiều kiếp là cha, là mẹ, là thầy, là những bậc cao tăng của mình. Cho nên kiếp này mới gặp lại. Dạ. Mà cô gặp lại sư ông rất là muộn màng. Dạ. Cô gặp lại trong thời gian rất là ngắn. Yeah. Cái đại nhân duyên là cô là người tài trợ độc quyền, coi như là duy nhất cho đại nhạc hậu, cho đại lễ Phật đản. Wow. Tại Nam Cali. Yeah. Thì lúc đó đó cô hay tin được là sư ông bệnh. Yeah. Thì khi mà sư ông bệnh thì cô có nhân duyên lành
đến với cái Fountain Valley Hospital đó, nhà thương đó, để viếng thăm sư ông và cúng dường cho sư ông. Là đó là thời gian rất là ngắn. Thì sau đó cô đi xuất gia, cho đến 2015 thì sư ông đã viên tịch. Đó, thời gian rất là ngắn được ở bên cạnh sư ông, hầu cận sư ông, cũng như là học hỏi được sư ông khuyến tấn và chỉ dạy rất là nhiều. Và sư cô cũng đã có cơ duyên hầu cận chăm sóc sư ông trong những ngày cuối. Cho nên những cái điều mà ngày hôm nay mà Quốc Tuấn chia sẻ cũng như tìm hiểu cô, thì cũng tiện thì cô cũng xin phép chia sẻ một cái phần gọi là nội bộ như vậy. Và trước đây thì Tuấn thấy ai cũng thắc mắc, ủa cái ngôi chùa làm cái gì mà có cái chuyện mà mua bán trong đó. Dạ đúng rồi. Đó. Nhưng mà thật tâm là những cái người hồi trước ở đây với sư ông họ điều hành và như thế nào thì sư cô không có rõ. Sư cô chỉ biết cái giờ phút cuối thì ở nhà thuế họ sẽ lên list, lên cái chữ đỏ là power to sell, đã sẵn sàng để lấy cái căn nhà này đủ cái số tiền thuế của họ mà thôi. Rồi bên nhà băng thì họ cũng cần, cũng dành cái số nợ đó. Nhưng mà thuế thì họ có power hơn. Thuế họ rất là power của county. Cho nên cái nhân duyên đó mà cô được trở về, được mua được cái căn chùa này. Và hiện giờ thì cô sửa như chú thấy đó. Con thấy rất là đẹp và khang trang mà ngày hôm nay con rất là vui. Ngày xưa con tới ngôi chùa này rất là nó cũ quá cô. Dạ đúng rồi. Mà mọi người mà nhiều khi nói đến ngôi chùa này biết ở đâu nữa. Nhiều khi đi kiếm muốn chết luôn gì đó. Dạ mô phần. Và họ cũng đã quên đi luôn. Rồi, hồi nãy con bước vô đó thì lúc mà nói chuyện với cô đó thì con thấy có một số Phật tử đi vô đây và người ta cũng ngạc nhiên giống như con. Người ta nói là ủa sao chùa lúc này là khang trang mà đẹp như vậy. Thì cô có ra cô nói chuyện với là bây giờ thì cô đã đi cái ngôi chùa này rồi thì có cái những cái sinh hoạt của Phật tử như thế nào. Thì mời quý vị vào sáng chủ nhật hay là cái thời gian ấn định nào đó để con nghe loáng thoáng gì đó. Thì bắt đầu từ đây trở đi thì quý vị có thể biết đến Pháp viện Minh Đăng Quang do sư cô Bích Liên chủ trì ở đây là sẽ quảng bá tinh thần Phật Pháp càng ngày càng rộng rãi và mong quý vị ủng hộ cho tinh thần của sư cô Bích Liên. Dạ mô Phật. Thì sư cô cũng xin phép thưa với quý khán giả là cái ngôi chùa này, khi mà cô mua cái ngôi chùa này được rồi, cô tiếp nhận chìa khóa. Thì thật tình ra mà nói thưa với quý vị, để quý vị chia sẻ và hoan hỷ hơn, là cái ngôi chùa hay là một cái căn nhà của mình mà gần 40 năm đã qua, thì đương nhiên tất cả đều xuống cấp. Đúng rồi, nó cũng nếu như mà mình trùng tu á, thì nó khác. Còn 40 năm qua rồi thì hoàn toàn tất cả đều hư hỏng. Cô thay đổi hết bên ngoài, kể cả bên trong. Rồi cô thay hết từng cái bình nước cho đến dàn điện, dàn sưởi, từng nền nhà cho đến sơn, rồi đến gạch xi măng ở ngoài trước nó cũng bị hư. Nhà bếp cũng thay luôn. Nhà bếp, nhà tắm, rồi hàng rào, cổng rào trước, rào sau. Rất đẹp, coi như là hoàn toàn là thay đổi hết. Cho nên sư cô, đây là cái tâm nguyện của sư cô, cũng muốn rằng sư cô làm được việc gì đó để lại cho Phật Pháp, cho đời và nhất là cho thầy tổ của mình. Để cho sư ông cảm thấy sư ông có một đệ tử xứng đáng để mà tiếp tục phụng sự đạo Pháp và Tam Bảo này. Đó là cái điều mà sư cô rất là hoan hỷ, rất là vui. Cho nên Quốc Tuấn thấy là khi Phật tử đi ngang, Phật tử ai cũng ghé mắt vào và trầm trồ khen là nó thay đổi. Đúng rồi, mặc dù nó không lớn như cái ngôi chùa khác của quý hòa thượng cao tăng, nhưng mà đây là một cái di tích, di tích lịch sử của sư ông là người khai sơn cái ngôi Tam Bảo này, cũng như cái di tích của hệ phái khắc sĩ của Giáo hội Phật giáo Tăng già Khắc sĩ thế giới của sư ông thành lập. Và kể cả là tất cả chư tôn thì đức tăng ni của hội phái khắc sĩ. Nhân cái dịp này thì sư cô cũng, con cũng xin phép thưa với tất cả quý hòa thượng chư tôn thì đức tăng ni,
của quý vị đã biết được sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nghiên, cũng như xin thưa với tất cả quý Phật tử của sư ông ở khắp nơi trên toàn thế giới, nếu mà tình cờ biết được cái chương trình này thì sư cô con trò cũng mong mỏi quý vị ở xa hay ở gần mà có cơ duyên nào đến với Nam California thì cung kính trân trọng mời quý vị quan lâm và ghé đến tổ đình Giác Nghiên Pháp Viện Minh Đăng Quang của hệ phái Giáo hội Phật giáo Tân Già Các Sĩ Thế Giới để lễ Phật, để thắp một và nén hương cung kính sư ông cũng như tham quan cái nơi này. Đây là cái điều mà sư cô rất là mong mỏi để chia sẻ cái niềm hân hoan đó của hệ phái các sĩ Giáo hội Phật giáo Tân Già Các Sĩ Thế Giới tại California. Đây là điểm duy nhất Giáo hội Phật giáo Tân Già Các Sĩ Thế Giới Pháp Viện Minh Đăng Quang, tổ đình Giác Nghiên tại Westminster, California, tọa lạc trên đường Westminster 8752 Westminster Boulevard, California. Quý vị có thể vào website hoặc là quý vị nhìn thấy cái site thì quý vị sẽ thấy số điện thoại rất là dễ dàng, cũng như Quốc Tuấn có đi đâu thì cũng đừng có quên ghé đây để từ ngay cho đi hương. Con sẽ đi tới đi con thăm chùa và con đảnh lễ sư cô, đảnh lễ Phật. Mô Phật. Cô cứ yên tâm. Và con nãy giờ con nói chuyện với cô đó, nhưng mà thật tâm thì con nãy giờ thì con nghe nhà, ở nhà bếp đó, làm đồ ăn sao nó thơm quá trời luôn Dạ, thì mỗi tuần vào ngày Chủ nhật thì tại nơi Tam Bảo này sư cô có chương trình khóa lễ vào lúc 11 giờ cũng như cúng hương linh. Rồi Phật tử sinh hoạt ở đây có ăn uống và có về thuyết pháp. Có những chương trình khác nhau hàng tuần. Đó là cái vấn đề mà sư cô và quý sư cô Hoa Liên cũng xin phép thưa với quý vị là sư cô chỉ là sư cô viện chủ của Pháp Viện Minh Đăng Quang Tổ Đình Giác Nghiên. Còn sư cô Hoa Liên là trụ trì ở đây. Bởi vì sư cô vẫn còn đi tu học ở tại Sri Lanka nữa. Cho nên đi đi về về sinh hoạt với quý sư cô ở nơi này cũng như quý Phật tử. Sư cô Hoa Liên bây giờ cũng đi tu học ở Sri Lanka luôn hả cô? Sư cô Hoa Liên đã học tiến sĩ xong rồi. Về đây để quán xuyến Tam Bảo ở đây cũng như sinh hoạt với Phật tử. Còn đó. Cô thì cô đi đi về về, cô vừa học xong rồi 2-3 tháng cô trở lại trở về đây. Đó. Đó là sắp tới sẽ là quý vị sẽ thấy là sư cô Bích Liên sẽ là tiến sĩ Phật học phải không cô? Dạ, mô Phật sư cô học. Tại Sri Lanka. Sri Lanka là có phải là nơi là ngày xưa Đức Phật cũng có tới Sri Lanka và cũng là nơi cái cổ truyền về Phật pháp. Đúng rồi, Sri Lanka là nước Tích Lan mà nơi mà Đức Phật đã mang truyền bá đạo pháp ra qua đó. Là một nước Tích Lan, là nước bên đất Phật. Rất là nhiều quý vị cung kính cũng như là đến đó để thăm viếng những cái di tích, những cái cây cội bồ đề ở đó, cũng giống như là truyền bá giáo pháp ở đó. Cho nên Sri Lanka rất là nổi tiếng. Mà nơi của Sri Lanka, sư cô có đến, nó gọi cái thành phố gọi là Kandy đó. Đang thờ cái răng của Đức Phật, Xá Lợi Răng. Sư cô cũng có cái duyên lành đến đánh lễ Xá Lợi Răng của Đức Phật ở nơi đó trong cái dịp đại lễ Visak năm 2017 vừa qua. Đó là cái điều mà sư cô đi qua đi lại để học. Trong thời gian qua thì sư cô đã học được 2.5 năm rồi. Thì cũng có bao lâu vậy cái khóa học thưa cô? Cái khóa học của sư cô là 4 năm đến 4.5 năm. Nếu sư cô lấy cái bằng tiến sĩ thì trong vòng 2 năm nữa mới có bằng tiến sĩ. Nhưng hiện giờ là tiến sĩ danh dự. Tiến sĩ danh dự cô được trao bởi các tăng thống của nước Sri Lanka. Bởi vì cô đã có cái quá trình sinh hoạt đóng góp cho Phật pháp cũng như cộng đồng xã hội. Mà cô đã có cái chương trình là Bích Liên Foundation trong nhiều năm qua, đóng góp cho rất là nhiều trong tôn giáo, kể cả cô có cái Bích Liên Scholarship là đóng góp cho những học sinh nghèo tại Sri Lanka cũng như quê nhà của mình. Cho nên quý ngài đã tăng phong tặng cho cô cái tiến sĩ danh dự, nó gọi là doctorate. Còn cái tiến sĩ Phật học về học vị đó thì 2 năm nữa thì cô sẽ xong cái bằng đó. Con rất là kính nể sư cô là bởi vì cô
đã đi theo Phật nhưng mà có sự Phật học ở trong đó, có sự học Phật ở trong đó, thì cô để về cô lại truyền bá Phật pháp cho tất cả các đệ tử, các chúng sanh để duy trì Phật pháp. Cái đó là con rất là cảm thấy là hân hạnh và sung sướng khi được nhắc đến hai chữ sư cô Bích Liên. Thì cô là người sanh sao đẻ muộn thì cô cũng phải ráng cố gắng học để trau dồi cái kiến thức của mình và đi sâu vào ngành Phật học. Bởi vì cô là một đứa con sanh sao của tất cả quý ngài, quý cao tăng, cho nên những cái tương lai thì cô không biết sẽ làm được cái gì hoặc là đóng góp được gì cho Phật pháp mình. Nhưng mà với bản thân cô thì cô cũng phải ráng học để rồi cô làm được cái gì trong khả năng của mình cho đạo pháp, cho tất cả Phật tử. Thì cô hy sinh, mặc dù có cực, đi tới đi lui, thời gian nó cũng không có cho phép sức khỏe của cô nhiều lắm. Nhưng mà cô hy sinh trong cái sự an lạc, hy sinh với con đường chọn lựa về tu tập của cô, về xuất gia của cô. Đó là cái điều cô lúc nào cũng hoan hỷ và cũng cố gắng hy sinh rất là nhiều. Ngày hôm nay đó con đến đây là con rất là hài lòng, con rất là hoan hỷ khi được gặp sư cô Bích Liên. Con xin hẹn cô vào một lần tới, con sẽ tới đây, con sẽ hỏi cô nhiều điều hơn nữa để cô giải thích cho mọi người ở đây được biết thêm về cách tu học, về cách xây dựng ngôi chùa. Thì quý vị nghe không? Trong lúc tôi nói như vậy thì ngôi chùa vẫn là các anh thợ xây dựng vẫn đóng bịch rồi khoan kịch nhưng mà sư cô vẫn không sao, chúng tôi là rõ ràng là chúng tôi vẫn đang xây dựng ngôi chùa này càng ngày càng khang trang và đẹp đẽ hơn nữa. Và một lần nữa thì con cảm ơn sư cô trong những dịp đầu năm dương lịch cũng như là cuối năm âm lịch, thì con cũng kính chúc cho sư cô thật là khỏe mạnh và thật là càng ngày càng tinh tấn trong đạo pháp. Và con có nghe nói là cuối năm nay là cô có mở một cái chương trình mà ca nhạc để phụng sự cho Phật giáo ở cái vùng Westminster Cali này, phải không cô? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì nhân cái dịp Quốc Tuấn ghé ngôi Tam Bảo lâu đời nhất của hệ phái khắc sĩ Pháp Viện Minh Đăng Quang, tổ đình Giác Nhiên, sư cô cũng rất cảm ơn và hân hỷ Quốc Tuấn đã bỏ thời gian quý báu đến đây để chia sẻ cái sự thắc mắc cũng như là hoan hỷ với những cái công việc mà sư cô đã làm vừa qua hiện tại. Sư cô nhân dịp này cũng xin chia sẻ với tất cả quý Phật tử xa gần là trong cái công trình, quá trình sư cô đã trùng tu lại toàn bộ cái ngôi chùa, ngôi Tam Bảo Pháp Viện Minh Đăng Quang, tổ đình Giác Nhiên này, chắc chắn là trước Tết 2018 này Mậu Tuất sẽ ngôi chùa sẽ khang trang hơn và thanh tịnh hơn nữa. Thì cô muốn chào đón tất cả quý Phật tử xa gần về đây. Thì có quý Phật tử có nhã ý sẽ đến đây có cái chương trình đêm 30 buổi chiều. Buổi chiều sẽ có ca nhạc để mừng đón năm mới cũng như là hái lộc tại đây và có những cái thức ăn chào đón quý vị gọi là miễn phí để quý vị hưởng trọn một năm mới trọn vẹn hơn, cũng như chia sẻ ở ngôi Tam Bảo này đã khang trang hơn và gọi là trang nghiêm hơn. Đúng và rồi. Thanh tịnh hơn ở nơi này. Yeah. Đó là cái điều mà sư cô muốn chia sẻ tất cả quý vị và trân trọng kính mời tất cả quý vị Phật tử xa gần dịp Tết năm nay ngày 30 tại ngôi Tam Bảo Pháp Viện Minh Đăng Quang tổ đình Giác Nhiên này sẽ có mừng xuân năm Mậu Tuất. Vào lúc 7 giờ chiều là bắt đầu cho đến đón giao thừa. Có chương trình ca nhạc cũng như có ẩm thực ở nơi này. Và có hái lộc tại đây nữa thưa quý vị, và chụp hình lưu niệm. Sư cô có may mắn mang một cây bông mai đó là rất là cao, cao đến tận nóc nhà. Để cho quý vị chụp ảnh lưu niệm trong đầu năm nay. Rồi sư cô sẽ có hái lộc ở nơi này nữa. Cho con hái lộc vậy cô. Mô phần. Rồi sư cô cũng trân trọng xin kính mời tất cả quý đệ tử của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nghiên ở xa ở gần mà có dịp về thì quý vị hoan hỷ ghé
về đây để thắp một nén hương lòng để tưởng niệm sư ông, cũng như đánh lễ Tam Bảo nơi này. Đó là lời kêu gọi của sư cô. Thật tâm mà cung thỉnh quý hòa thượng Chư Tôn Thị Đức Tăng Ni, quý vị nào đã một lần biết đến sư ông, hoặc là Phật tử nào đã biết sư ông và theo sư ông cách đây trong quãng đời mà sư ông đã hy sinh cho đạo pháp, đó là sư cô rất là hoan hỷ cung thỉnh tất cả quý vị. Con cảm một lần nữa thì con thay mặt tất cả anh em trong cái nhóm mà làm phóng sự, con cảm ơn sư cô rất nhiều. Trong thời gian quý báu cô hãy tu học, cô tiếp chuyện với tụi con như vậy là con là một điều đáng mừng, một điều sự hân hạnh của con đối với lại sư cô. Dạ con cũng mong là sư cô thật là khỏe mạnh, thật là tu hành, thật là tinh tấn về sư cô. Và con sẽ thường xuyên ghé về đây để thăm cô, và con sẽ làm những cái buổi phóng sự phỏng vấn để cho quý vị khắp nơi trên thế giới đều biết về Pháp viện Minh Đăng Quang hiện nay như thế nào, và càng ngày càng khang trang và đẹp hơn nữa với sự trụ trì một bàn tay của sư cô Bích Liên và sư cô. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ sư cô cảm ơn Quốc Tuấn rất là nhiều, và con cũng xin cuối năm cũ và đầu năm mới con xin kính chúc quý hòa thượng Chư Tôn Thiện Đức Tăng Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Và sư cô cũng xin kính chúc toàn thể quý Phật tử xa gần và đặc biệt là đệ tử của sư ông Pháp Chủ Thích Giác Nhiên, một năm mới chúng ta có nhiều sức khỏe, an vui, tinh tấn tu học để chúng ta cố gắng xóa bỏ những cái hận thù, ganh ghét. Cho nên cái điều đó là sư cô mong mỏi nhất, đặc biệt là quý vị luôn luôn được an vui, tất cả những mong ước của quý vị trong năm này sẽ được trọn vẹn hơn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Quốc Tuấn phỏng vấn sư cô Bích Liên đến đây là chấm dứt. Mong quý vị đón xem vào những dịp lần tới. Cảm ơn quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.